Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên vào chỗ bông, thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gươm lại không? Ông đáp: Đừng sợ rằng khi gươm cỏ lùn, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gươm cỏ lùn lại, bỏ thành bỏ mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải, người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bây giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, họ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương sáu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ chối lỗi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Kính huynh bà chị em, khi học giáo lý, chúng ta nghe nói rất nhiều về nước trời hay nước Thiên Chúa. Hay khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe Chúa Giêsu cũng nói nhiều về nước trời. Thế nhưng nước trời là một điều khó hiểu với con người chúng ta. Do đó một số người đã hiểu sai về nước trời. Có nhiều người cho rằng nước trời hay Đức Thiên Chúa thì giống như thiên đàng. Và họ bởi vì cho như vậy, họ nghĩ rằng ở trong nước trời thì không có người xấu, do đó họ muốn loại người xấu ra khỏi cộng đoàn của họ. Có một số người lại nghĩ nước trời là một nơi nào đó hay một tinh hành tinh nào đó trong vũ trụ chúng ta, và khi chúng ta chết rồi chúng ta sẽ đến hành tinh đó. Thì tương tự đối với người Do Thái cũng như vậy, mầu nhiệm nước trời cũng khó hiểu với họ. Do đó khi giảng dạy cho dân Do Thái, Chúa Giêsu ngài phải dùng rất nhiều dụ ngôn để nói về mầu nhiệm nước trời. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng đến 3 dụ ngôn để nói cho chúng ta về mầu nhiệm nước trời. Và 3 dụ ngôn còn thấy có 3 điều quan trọng này. Thứ nhất là nước trời trải qua 2 giai đoạn nối tiếp nhau với những quy luật khác nhau. Giai đoạn đầu
diễn ra trong trận thế này. Đức Trời đã bắt đầu thiết lập trong lịch sử. Thật vậy, khi Chúa Giêsu hiện diện, Ngài đã khai mở nước trời và mời gọi mọi người hãy sám hối và tin vào Ngài. Trong giai đoạn này, sự lành và sự dữ, người tốt và người xấu còn đang xen pha lẫn với nhau. Và chúng ta thấy giáo hội chính là hình ảnh của Đức Trời. Giáo hội vẫn có những người con ưu tú và song song đó cũng có những người xấu. Giai đoạn 2 là giai đoạn hoàn tất thời cảnh chung. Nước trời đã tới tình trạng chung cuộc vinh quang thiên quốc. Lúc đó còn có sự lành mà thôi. Tội lỗi và sự ác sẽ bị loại trừ vĩnh viễn. Lúc đó Thiên Chúa sẽ phân chữ người lành và người dữ như ông chủ cho lúa mì vào kho, còn cỏ lùng thì văng vào lửa. Và điều thứ hai, chúng ta thấy Thiên Chúa kiên nhẫn và khoan dung với người tội lỗi trong nước trời. Ngài luôn chờ đợi họ sám hối ăn năn. Mặc dù trong dụ ngôn chúng ta thấy cỏ lùng không biến thành lúa, nhưng con người xấu có thể biến đổi thành con người tốt. Sự khoan dung của Thiên Chúa đã được mặc khải từ trong Cựu Ước. Và trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, sách tác giả khôn ngoan cho biết Thiên Chúa đã từ bi nhân hậu. Không phải Thiên Chúa không có quyền năng để lỗi cái xấu, nhưng Ngài kiên nhẫn cho người xấu sống chung với người tốt nhằm để người xấu biết ăn năn sám hối. Và điều thứ ba, chúng ta có thấy nước trời cũng phải đối diện với những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nước trời luôn phát triển một cách mạnh mẽ như hạt cải và nấm men. Mặc dù hạt cải và nấm men chỉ là hạt nhỏ, nhưng mà với sự phát triển thì nước trời sẽ lan rộng khắp nơi. Và nhìn vào giáo hội lúc khởi đầu, chúng ta thấy giáo hội chỉ có 12 tông đồ, và trong 12 ông không có nhiều người học cao hiểu rộng. Và ngày nay qua 20 thế kỷ, chúng ta thấy giáo hội đã lan tỏa khắp nơi và được gần 2 tỷ người biết Chúa Kitô. Và còn nhiều quốc gia đã chọn giáo hội hay đạo Công giáo chính là đạo của quốc gia của mình. Như vậy chúng ta thấy nước trời hạt cải nhỏ bé chính là giáo hội, và để rồi cho nhiều người đến để nương tựa trong giáo hội. Như vậy, với sự hiện diện của Chúa Giêsu, nước trời đã hiện diện và đang phát triển. Nước trời không lệ thuộc vào thời gian và không gian. Và khi nhìn vào giáo hội, chúng ta thấy mọi người đều được rửa tội. Mọi người cứ tưởng hữu là con cái của Thiên Chúa, nhưng trong giáo hội còn nhiều người xấu và họ làm cho những nhiều người đau khổ. Chúa không cho phép chúng ta loại họ ra ngoài, nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy biến đổi họ trở thành con cái sự sáng. Và khi nhìn vào lương tâm của mỗi người chúng ta cũng nhận ra lương tâm cũng có hai mảng khác nhau, đó là điều tốt và điều xấu, thiện và ác. Có lúc chúng ta rất hiền lành, thế nhưng có lúc chúng ta cũng không dự. Do đó chúng ta không có quyền tiêu diệt người ác, nhưng chúng ta phải có bổn phận là tiêu diệt cái ác trong chính của mỗi người chúng ta. Mà nếu Thiên Chúa Ngài thẳng tay diệt trừ người ác thì có lẽ mỗi người chúng ta cũng không thoát khỏi hình phạt của Thiên Chúa. Và có một câu chuyện được kể như sau. Một nhà hiền triết dẫn các học trò đến trên bãi cỏ ngoan và hỏi các học trò làm thế nào để diệt trừ hết cỏ ngoan này. Thì một học trò thưa: dạ thưa thầy, chỉ cần một cái sạn thôi là xong hết ạ. Thì nhà hiền triết gật đầu. Thì một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, anh ta nói: dạ thưa thầy, đốt lửa để diệt cỏ cùng một cách rất là nhanh đấy ạ. Thì nhà hiền triết chỉ mỉm cười mà thôi. Đến học trò thứ ba, học trò ba nói rằng: thưa thầy, chỉ cần rắc vôi lên cũng có thể diệt được hết tất cả những cỏ đấy ạ. Và tiếp sau đó, học trò thứ tư, anh ta nói: diệt cỏ phải diệt tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong hết. Thế nhưng tất cả những câu trả lời đó đều chưa có hài lòng nhà hiền triết. Và nhà hiền triết nói như sau:
muốn diệt hết cỏ dại ở bãi ngoan, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cây mùa màng lên đây. Cũng như vậy, muốn để linh hồn không phải buồn lo tội lỗi, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những đức tính tốt, nhân đức tốt. Như vậy, để diệt cái ác nơi chính mỗi người trong lòng chúng ta, cách tốt nhất là chúng ta phải luyện tập các nhân đức. Giáo lý cho chúng ta biết có 3 nhân đức đối thẳng, 4 nhân đức nhân bản. Các nhân đức nhân bản đó là khôn ngoan, công bình, dũng cảm và tiết độ. Theo con nghĩ trong cuộc sống ngày nay, với nhiều áp lực trong cuộc sống, chúng ta nên luyện tập nhân đức tiết độ. Bởi vì khi chúng ta có nhân đức tiết độ, chúng ta không có đi quá đà trong những công việc hàng ngày như làm việc quá nhiều, hay xem phim quá nhiều, hay ăn uống quá độ, hay chơi game, hay là uống rượu bia quá độ. Nếu mà con cái thì không học hành quá, để rồi luôn trung bình, quân bình trong đời sống hàng ngày. Đồng thời, đối với các em nhỏ, cha mẹ chúng ta cũng cần luyện tập các nhân đức cho chung khi có chi cô. Đó là luyện tập những thói quen tốt về đạo đức và nhân bản, như đọc kinh sáng tối, đi lễ, sống theo lời Chúa dạy, sống bác ái và hiếu hảo với mọi người. Nếu chúng ta làm được như vậy, là chúng ta giúp cho mỗi người chúng ta cùng các em nhỏ trồng những nhân đức, để rồi những tinh hư tật xấu không lấn chiếm nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. Vì vậy, trong hành lễ hôm nay, tâm tình đầu tiên chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta là công dân nước trời. Ngài không loại bỏ chúng ta phạm tội, Ngài chờ chúng ta sám hối ăn năn, và xin cho mọi người chúng ta biết luyện tập cái nhân đức để trở nên những gương sáng và giúp mọi người nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người chúng ta. À.